Bạn đã có bao giờ thắc mắc rằng các đặc nhiệm của những nước anh hùng mạnh về quân sự như Hoa Kỳ thực hiện các nhiệm vụ ra sao chưa? Đã từng nghĩ đến những đội đặc nhiệm tinh nhuệ phải chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm và hùng mạnh như thế nào chưa? Nếu như chưa được tìm hiểu thì hãy cùng mình xem qua bài review về một bộ phim hành động vô cùng hấp dẫn và cuốn hút mang tên Biệt đội Hải cẩu Hoa Kỳ nhé! Mở đầu bộ phim đưa khán giả đến với một con tàu chở hàng hóa của Hoa Kỳ ở ngoài khơi. Mọi chuyện vẫn như thường ngày cho đến khi một nhóm người mặc đồ đen có vũ trang dần tiếp cận đến con tàu. Các thủy thủ không hề nhận biết rằng mối nguy hại đang cận kề cho đến khi những người mặc đồ đen bắt đầu nổ súng sát hại từng thành viên một. Bị tấn công bất ngờ kèm theo việc đối phương là những tay súng thiện chiến nên không mất quá nhiều thời gian, toàn bộ thành viên trên tàu chở hàng đều được đi cho bán muối không thương tiếc. Vài ngày sau, tin tức đã được cập nhật cho tổ chức CIA của Hoa Kỳ. Giám đốc Foster vô cùng tức giận vì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có liên tiếp những tin tức về các thuyền chở hàng bị hải tặc tấn công. Để giải quyết triệt để việc này một lần và mãi mãi, Foster quyết định sẽ cử đi một đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của mình. Mặt khác, Mike cùng với gia đình của mình đang tổ chức một bữa tiệc tại gia. Tất cả các thành viên trong đội đặc nhiệm đều được anh mời đến. Buổi tiệc ngày hôm nay là để dùng để chúc mừng cho Mike, bởi vì anh đã được đề cử ngồi vào chiếc ghế giám đốc CIA thay cho Foster sau khi ông ta về hưu. Còn việc gì vui bằng công sức của mình bỏ ra bấy lâu nay được đền đáp một cách xứng đáng. Vợ của Mike là Melissa, là người hạnh phúc nhất. Vì giờ đây cô không còn phải lo lắng mất ăn mất ngủ cho Mike mỗi khi anh ta phải thực hiện nhiệm vụ xa nhà vô cùng nguy hiểm. Đang vui thì đứt dây đàn, Mike cùng với các đồng đội của mình nhận được một lệnh triệu tập khẩn cấp từ giám đốc Foster. Lệnh của cấp trên không thể không nghe theo, Mike cùng với các thành viên trong đội lên xe phóng thẳng một mạch đến trụ sở CIA. Tại đây, Foster bắt đầu nói ra lý do vì sao ông ta lại triệu tập họ gấp như vậy, vì đây là lần thứ 30 trong vòng 2 tháng một tàu chở hàng của Mỹ đã bị tấn công. Theo như tin tình báo cung cấp thì tại bờ biển thuộc địa phận của Thổ Nhĩ Kỳ có một giàn khoan dầu. Điều kỳ lạ là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho giàn khoan này ngừng hoạt động cách đây 18 tháng. Nhưng theo như hình ảnh được thu thập thì giàn khoan vẫn còn hoạt động một cách bí ẩn. Nhiệm vụ của Mai và đồng đội chính là tiếp cận vào giàn khoan, xem thực hư mọi chuyện như thế nào. Mai sau khi nhận lệnh thì liền quay trở về nhà, anh muốn tạm biệt vợ con trước khi lên đường thực hiện phi vụ nguy hiểm lần này. Melissa cảm thấy rất bức xúc vì chồng của mình lại phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm thêm một lần nữa, dù cho anh đã hứa rằng sẽ cùng gia đình cắm trại vào cuối tuần. Mai hiểu được cảm giác của vợ nên chỉ dám thuyết phục cô tin rằng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng mà anh ta sẽ tham gia. Ngày hôm sau, đội đặc nhiệm hải cẩu cuối cùng cũng lên đường, tìm đến giàn khoan theo như chỉ định. Bọn họ chia làm hai nhóm, một bên sẽ tiếp cận từ trên cao bằng máy bay trực thăng, phía còn lại giao cho anh da đen Zeppi cùng với hai thành viên khác đi đến địa điểm được chỉ định bằng tàu ngầm. Sau đó âm thầm đột nhập vào bên trong giàn khoan để mở đường cho cả đội hạ cánh. Sau khi đến nơi, Zeppi cùng với đồng đội chuẩn bị đồ lặn để tiếp cận giàn khoan từ bên dưới để tránh bị phát giác. Nhưng chưa đi được bao xa thì đội của Zeppi đã bị ba tên thợ lặn canh gác ở bên dưới tấn công. Dù có gặp đôi chút khó khăn nhưng bọn họ đã thành công hạ gục kẻ địch, rồi nhanh chóng ngoi lên mặt nước đột nhập vào bên trong giàn khoan. Zeppi cùng với hai thành viên trong đội bắt đầu đặt bom xung quanh khu vực giàn khoan, rồi âm thầm quan sát động tĩnh từ phía bọn cướp biển. Chờ đến khi trực thăng của nhóm Mai gần đến, Zeppi mới bắt đầu kích hoạt nổ quả bom, mở màn cho một trận chiến vô cùng khốc liệt. Mai cùng những thành viên cũng tham gia trợ chiến ngay sau đó. Với sức công phá quá áp đảo từ lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, lũ cướp biển chỉ biết chống trả trong tuyệt vọng. Lúc này còn ba tháp canh đang là trở ngại lớn nhất. Mai xung phong sẽ đi đến chỗ cần cầu, sau đó điều khiển hạ gục một tháp canh. Hai tháp canh còn lại đành nhờ vào những đồng đội khác. Chỉ trong một chốc lát, Zeppi cùng với những thành viên còn lại đã đánh gục được hai trong số ba tháp canh của lũ cướp biển. Nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt khi mà anh da đen Zeppi đã bị bắn trúng chỗ hiểm. Vết thương vô cùng nghiêm trọng đã làm cho anh ta ra đi ngay trong vòng tay của đồng đội. Thế là bọn cướp biển tại giàn khoan bị quét sạch chỉ trong vòng một đêm duy nhất. Dù rằng mất mát đi một thành viên trong đội là một tổn thất khó có thể bù đắp được, nhưng nhìn về mặt tích cực thì đội của Mai đã tiêu diệt được lũ cướp biển hoành hành suốt khoảng thời gian. Chưa dừng lại ở đó, họ còn bắt được một tù binh để về thẩm vấn. Sau tất cả nhiệm vụ lần này, có thể nói là thành công cho cả đội. Mặt khác, Abinia là tên trùm xã hội đen Kane, đang cùng với đối tác làm ăn của mình tổ chức một bữa tiệc ngoài trời sang trọng. Tên trùm này vô cùng thích phô trương khi cố tình khoe khoang những chú ngựa đắt tiền mà hắn đang nuôi trong vườn khiến các khách mời lã mắt. Đang trò chuyện vui vẻ thì tên đàn trọc đàn em thân cận của Kane bước vào nói với ông ta có chuyện khẩn cấp. Tên đầu trọc báo cáo rằng căn cứ số 3 của tổ chức vừa bị đánh úp ngay trong đêm. Toàn bộ các thành viên đều đã thiệt mạng, trong đó có cả anh trai của Kane. Kane đã hạ lệnh cho đàn em tìm gặp nguồn tin bấy lâu nay của tổ chức, tìm hiểu xem những thành viên tham gia vào việc tấn công giàn khoan vào đêm hôm qua là ai. Về phần Mai cùng với các đồng đội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, bọn họ ra quán rượu với tâm trạng buồn rầu, tất cả nâng ly để tưởng nhớ tới Zeppi một lần cuối. Sau đó, Mai đã quay trở về nhà để chuẩn bị đón sinh nhật Steve, đứa con trai của anh ta. Đồng đội Grow của anh cũng đi theo vì anh ta chính là cha đỡ đầu của Steve. Phải nói rằng tình cảm Grow và Mai đã gắn bó như hai anh em ruột thịt.
Trên đường đi, bọn họ bắt gặp một chiếc xe tải chở hàng đi ẩu, suýt nữa thì va chạm với xe của bọn họ. Sau khi về đến nhà, Mike thấy Melissa cùng với Steve đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng. Cũng là lúc chiếc xe bị nổ tung thành từng mảnh trong sự ngỡ ngàng và hốt hoảng từ những người chứng kiến. Mike vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra. Anh lao đến bên đống đổ nát và gào thét tên vợ của mình trong tuyệt vọng. Ngày hôm sau, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Họ đã tìm được vài mảnh của quả bom được cài sẵn ở bên trong xe của Melissa đêm qua. Theo như thông tin thu thập qua camera an ninh của khu phố, thì chiếc xe chở hàng mà Grow cùng với Mike bắt gặp trong lúc đi về đã đậu ở trước nhà anh ta từ chiều. Cảnh sát nghi ngờ rằng những người bên trong xe chính là thủ phạm hại chết Melissa, vợ của Mike. Trùng hợp là công ty sở hữu chiếc xe chở hàng cũng thông báo bọn họ đã bị mất một chiếc xe tải vào tuần trước. Nhưng phía cảnh sát chưa hoàn toàn tin tưởng vào công ty chở hàng này, vì theo như thông tin điều tra, công ty này đặt trụ sở ở gần bến cảng và chuyên bắt tay làm ăn với xã hội đen. Chắc chắn phía cảnh sát cho người đến đó điều tra trong nay mai, nên họ mong Mike có thể yên tâm lo hậu sự của vợ mình. Anh lập tức đến bệnh viện để xem qua tình hình của con trai. May mắn là Steve không hề bị chấn thương nào quá nặng. Có lẽ vết thương lớn nhất của thằng bé lúc này chính là vết thương lòng, khi phải tận mắt nhìn mẹ của mình bị hãm hại mà chẳng thể làm gì được. Các đồng đội cùng với họ hàng cũng đến thăm hỏi tình hình của hai cha con Mike. Với tính cách của Mike thì sẽ không thể nào để yên cho lũ xấu xa để hãm hại vợ mình. Nhưng giám đốc Forrest đang ngăn không cho anh ta đi điều tra. Mọi chuyện diễn ra trong thành phố thì đều thuộc quyền kiểm soát của phía cảnh sát. Trung tâm CIA như bọn họ không thể nhúng tay vào như thế là vi phạm pháp luật. Trong lễ tang của Melissa, Mike xin phép những người họ hàng của mình rời đi trước vì anh cần có việc giải quyết. Grow cũng như các thành viên khác biết được chủ đích của Mike nên liền đi đến và nói rằng bọn họ sẽ đồng lòng quyết tâm đi theo Mike đến cùng. Nhưng vì không muốn ai vì mình mà bị liên lụy nữa, nên Mike phủ nhận anh không đi trả thù mà chỉ là đi về nhà nghỉ ngơi sau quá nhiều biến cố. Mồm thì nói một đường nhưng bản thân thì lại là một nẻo. Mike âm thầm đột nhập vào nhà kho vũ khí của tổ chức CIA, chuẩn bị đồ đạc vũ trang cho bản thân để đến tính sổ với công ty giao hàng kia. Bất ngờ thay, Grow cùng với những thành viên khác cũng đã có mặt ở đây từ trước. Họ đã quá hiểu Mike cho nên những lời nói của anh ta tại đám tang không thể nào qua mắt được họ. Có được những anh em chỉ cốt như thế này thì quả là phước đức ba đời. Đội đặc nhiệm hải cẩu lại một lần nữa tập hợp cùng nhau, nhưng lần này thì không phải là phục vụ cho tổ chức và đất nước, mà chính là xả thân vì người anh em thân thiết của mình. Không mất quá nhiều thời gian để Mike cùng với các thành viên khác đến được công ty chuyển phát kia. Quả nhiên công ty này không hề bình thường, bên trong có vô số bảo vệ được trang bị hàng nóng, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Làm mồm và đầu bọc sẽ đảm nhận tiếp cận từ bên trên mái nhà, còn Mike và Grow sẽ từ từ thâm nhập ở bên dưới. Lần này phải hành động thật cẩn thận bởi vì trong khu vực của thành phố nên Mike và các thành viên khác không được sử dụng vũ khí gây sát thương. Bọn họ chỉ dám sử dụng lựu đạn choáng cùng với súng bắn đạn cao su để đối phó với lũ người bên trong công ty chuyển phát. Nhưng với kỹ năng chiến đấu thượng thừa của mình, không quá khó để đội đặc nhiệm hải cẩu ao trình lũ kính canh ở bên trong. Họ bắt được tên quản lý và Mike bắt đầu tra hỏi cái tên đã đứng sau mọi chuyện, việc vợ anh ta bị ám sát. Ban đầu tên quản lý có vẻ cứng đầu không chịu khai nhận, nhưng sau khi Grob đánh hắn đến bốn đòn, cuối cùng cũng nói ra cái tên can đã thuê người gài bom vào xe của Melissa. Đúng lúc này thì cảnh sát địa phương cũng đã ập đến bao vây khu vực này. Mike cùng với đồng đội chỉ biết giơ tay đầu hàng và không dám phản kháng. May mắn thay, giám đốc Forrest cũng đã có mặt kịp lúc. Ông ta tận dụng mối quan hệ với cảnh sát trưởng đã thành công giải vây cho nhóm của Mike. Nhưng đây cũng là lần đầu và cũng như là lần cuối, bởi vì nếu như cứ tiếp tục bị cảnh sát bắt tại trận đang gây rối như thế này, thì Forrest cũng khó mà bảo lãnh của bọn họ được. Chưa kể chiếc ghế giám đốc CIA của ông ta cũng sẽ bị lung lay dữ dội. Tuy nhiên, thủ sát hại vợ không trả thì không thể thanh thản. Để biết được cái tên đứng sau mọi chuyện là ông trùm xã hội đen Ken, Mike đã muốn tìm hiểu toàn bộ thông tin về gã này để chuẩn bị lên kế hoạch đối phó. Forrest không thể ngăn cản được quyết tâm của Mike, đành cung cấp những gì anh ta mong muốn. Theo những thông tin tìm hiểu được trên hệ thống thì tên Ken này từng là một thủy thủ làm việc tại tàu vận chuyển hàng hóa của Mỹ. Nhưng hắn ta đã bị phát giác về việc dám lợi dụng công việc của mình để buôn lậu chất cấm cũng như vũ khí đến đất nước của Đông Nam Á và Trung Đông. Cảnh sát đã truy đuổi hắn vô cùng gắt gao, nhưng tên Ken ma mãnh này đã đi trước một bước đến Albania để làm nơi trú ngụ mới của mình. Một nữ đặc vụ CIA đã được cử đi nằm vùng và điều tra tên Ken này suốt nhiều năm qua. Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin về tên Ken này thì có lẽ Mike cùng với các đồng đội nên liên lạc với nữ đặc vụ kia để biết thêm chi tiết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cả CIA đã không biết rằng chính nữ đặc vụ Eva kia là người đã làm việc và cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Ken suốt thời gian qua. Cả việc địa chỉ nhà của Mike cũng là do cô ta cung cấp thông qua việc đăng nhập vào kho dữ liệu của tổ chức. Gần đây Eva mới cung cấp thêm thông tin về một chuyến tàu chở hàng công nghệ cao nữa cho Ken. Dĩ nhiên tên trùm tham lam kia không bỏ lỡ cơ hội này, lại một vụ án tấn công tàu chở hàng nữa diễn ra, khiến cho các nhà chức trách vô cùng phẫn nộ. Theo thông tin được Forrest cung cấp, anh chàng lắm mồm cùng với đầu bạc đã bay đến Albania để gặp gỡ Eva tại một nhà thờ địa phương. Nữ đặc vụ này thay vì làm theo kế hoạch đã được cấp trên chỉ định, cô ta lại yêu cầu cả hai thành viên đặc nhiệm phải đi đến một chuyến tàu lửa sắp khởi hành vào trưa nay nếu muốn có được thông tin mong muốn. Dù có hơi băn khoăn nhưng anh chàng lắm mồm cùng với đầu bạc đành phải làm theo lời đề nghị của nữ đặc vụ kia. Cả hai đã có mặt tại chuyến tàu vào buổi trưa như đã hẹn.
nhưng đợi mãi vẫn không thấy nữ đặc vụ Eva đến. Thấy không an tâm nên anh Đầu Bạc đã chủ động đi đến khu vắng vẻ để báo cáo định vị của mình cho Mai cùng với Grow. Cuối cùng thì Eva cũng đã xuất hiện, hai thành viên đặc nhiệm vô cùng vui mừng vì lúc này còn sợ bản thân bị cho leo cây. Trong lúc Đầu Bạc đang tra hỏi thông tin từ Eva thì cô ta khoái thác và bảo rằng bản thân cần vào nhà vệ sinh một lát. Dĩ nhiên hai thanh niên tử tế kia không mấy nghi ngờ để cho Eva rời đi, nhưng đã một lúc lâu vẫn chưa thấy cô ấy quay trở lại. Nhưng không có Eva thì lại có vài tên côn đồ đến tiếp đãi hai thành viên đặc nhiệm thay cho cô ấy. Bị tấn công bất ngờ, Đầu Bạc cùng với anh chàng Lá Mồm không thể cứ thế chiến đấu với kẻ địch, cả hai đành lao ra ngoài cửa sổ để thoát thân. Biết được rằng Eva và đặc vụ Hai Mang đã cố tình hãm hại bọn họ, cho nên Mai yêu cầu cả hai không được tự ý hành động, chờ đến khi cả đội đến điểm trợ. Nhưng đúng lúc này thì Đầu Bạc cùng anh Lá Mồm đã phát hiện ra một đồn trú bí ẩn có rất nhiều lính canh vũ trang gác xung quanh. Phần trăm cao đây là đồn trú thuộc quyền điều hành của tên trùm xã hội Đen Ken. Cả hai anh tính tự mình lập đại công nên lao vào đánh úp quân của Ken như được mùa. Nhưng bọn họ tự tin cũng là có cơ sở khi mà cả lũ lính canh không phải là đối thủ của cả hai anh. Chẳng tốn nhiều công sức để quét sạch bọn chúng. Nhưng cứ như thế này thì cũng không phải là cách hay, bởi vì viện quân của kẻ địch sẽ sớm kéo đến nên anh Lá Mồm quyết định sẽ lái đầu máy xe lửa đưa cả hai thoát khỏi giờ này. Tuy trên lý thuyết thì là thế nhưng mà khi thực hành nó lại khác xa với tưởng tượng. Kết quả là anh chàng Lá Mồm điều khiển máy tàu lửa đi về hướng ngược lại. Kết quả là cả hai rơi vào khu vực phục kích của kẻ thù. Lần này thì không còn cơ hội nào để chống trả nữa khi mà đối phương đã mang xe tăng đến ứng chiến. Đầu Bạc và anh chàng Lá Mồm bị đưa vào dinh thự của Ken để bắt đầu thẩm vấn. Dĩ nhiên hai anh ta không hề chịu hé môi nửa lời. Kết quả là cả hai bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Nữ đặc vụ Eva cùng tên trùm xã hội Đen Ken đang cùng nhau ăn mừng vì thành quả bắt sống được hai thành viên của lực lượng đặc nhiệm. Nhưng tên trùm gian xảo này đưa ra lời yêu cầu, muốn chính tay nữ đặc vụ Eva phải kết liễu anh chàng Lá Mồm và Đầu Bạc nếu muốn được thanh toán tiền công đầy đủ. Không có sự lựa chọn, Eva đành phải mang theo súng tiến vào bên trong khu vực giam giữ hai thành viên đặc nhiệm. Nhưng đúng lúc này lương tâm của nữ đặc vụ đã trỗi dậy, cô không đỡ súng tay mà thay vào đó là mở trói và thả hai người họ đi. Lính canh của Ken ở bên ngoài thấy vậy liền xông vào ngăn cản, thế là một trận đấu súng ác liệt diễn ra. Nữ đặc vụ Eva trong lúc chiến đấu bảo vệ hai anh chàng đặc nhiệm đã bị trọng thương và lìa đời ngay tại chỗ. Không còn cách nào khác, anh Lá Mồm và Đầu Bạc đành phải lo cho bản thân mình trước, trốn thoát khỏi nơi này. Mai lúc này nhờ đi theo định vị của anh Đầu Bạc cũng đã đến rất gần dinh thự của tên trùm xã hội Đen Ken. Tên đàn em vội vàng chạy vào trong báo cáo với Ken việc anh Đầu Bạc và anh Lá Mồm đã được Eva tiếp tay giải thoát. Chưa dừng lại ở đó, đồn trú quân của tổ chức ở gần khu vực này cũng đã bị lực lượng của CIA chật phá. Trong tất cả các kế chuồn là thượng sách, tên Ken hạ lệnh cho một máy bay trực thăng đến đón hắn bỏ trốn. Chưa dừng lại ở đó, Ken còn huy động một lực lượng lớn binh lính đến để đối đầu với nhóm của Mai. Mặt khác, anh chàng Lá Mồm và Đầu Bạc cũng đã hội quân thành công với nhóm của Mai. Bọn họ đi đến đâu là cần quét đến đấy, không còn chừa cho bất kỳ tên côn đồ nào có cơ hội sống sót. Thấy được tên trùm xã hội Đen có ý định bỏ trốn bằng máy bay trực thăng, nên Mai đã chỉ định cho Lá Mồm và Đầu Bạc để đánh chiếm, sau đó khống chế phi công. Bị chặn mất lối thoát, Ken cùng với người của mình đành phải dùng xe bọc thép để bỏ trốn. Mai và Grow thì không để yên cho bọn chúng chạy thoát quá dễ dàng như thế. Cả hai cũng thành công chiếm dụng được một chiếc xe bọc thép để đuổi theo. Có được tai mắt từ trên bầu trời, từng đường đi nước bước của tên Ken không thể tránh khỏi được sự truy sát gắt gao từ nhóm của Mai. Tên Ken cho người lái xe bọc thép xuống thị trấn nhằm tận dụng sự đông đúc ở nơi này để cắt đuôi Mai. Quả nhiên vì lo cho sự an nguy của người dân nên Mai đã không dám lái xe quá nhanh để tránh gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng chuyện gì khó đã có anh Đầu Bạc lo liệu. Từ trên cao, Đầu Bạc đã sử dụng súng phóng tên lửa bắn trực tiếp vào xe của tên trùm xã hội Đen, khiến chiếc xe bọc thép bị hư hại nặng, không thể tiếp tục di chuyển. Nhưng khi kiểm tra bên trong lại không thấy bóng dáng của tên Can đâu. Bọn họ đã bị ngã bẫy mi binh, tên Can chắc chắn chưa thể trốn thoát đi đâu xa được, nên Mai cùng với đồng đội quyết đi truy tìm đến cùng. Riêng Grow thì khuyên rằng nên dừng lại chờ vệ binh đến, dù sao thì bọn họ cũng đã triệt phá được căn cứ chính của tên Can. Hắn lúc này như chim không còn tổ để về, như vậy là đã thành công lớn đối với họ rồi. Nhưng Mai không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, chừng nào anh chưa tận tay lấy mạng tên khốn đã sát hại Melissa thì anh sẽ không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên không cần bọn họ phải nhọc công tìm kiếm, tên Can đã chủ động ra mặt và thách thức Mai cùng với cả đội đặc nhiệm. Mai không nhịn được liền hỏi lớn vì sao tên Can lại sát hại vợ của anh ta. Tên trùm xã hội Đen nhanh chóng đáp trả rằng ở đời phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Mai cùng với người của mình đã sát hại anh cha của hắn, vì vậy mà hắn cũng sẽ khiến cho Mai trải qua nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Không cần dùng lời lẽ để đối chất nữa, Ken tung ra con bài mạnh nhất cuối cùng của mình, chính là một đội quân tinh nhuệ đang hướng về phía Mai. Số lượng của kẻ địch vô cùng áp đảo khiến cho Mai và Grow gặp vô cùng khó khăn. Nhưng may mắn là anh chàng Lá Mồm cùng với Đầu Bạc lại một lần nữa xuất hiện ứng cứu kịp thời. Thì ra bọn họ đã chiếm được chiếc thuyền vũ trang của tên Can để làm phương tiện chiến đấu. Với khẩu súng máy bay hạng nặng được lắp đặt trên thuyền, Đầu Bạc bóp cò đến đâu là khu vực đó bị tàn phá dữ dội. Lực lượng tinh nhuệ của Can chẳng mấy chốc đã bị đánh không còn một manh giáp. Grow và đồng đội yêu cầu Mai đi tính sổ với tên Ken, còn lại ở đây thì cứ để cho bọn họ lo liệu.
Đã đến lúc để rửa hận, Mai như một con thú săn mồi hừng hực sát khí tìm đến tên Kên để tính sổ mọi chuyện. Tên Kên cho rằng nếu Mai dùng súng bắn một người tay không tấc sắt như hắn thì không đáng mặt làm đại trượng phu. Ok, chú thích thì anh chiều. Mai gỡ bỏ toàn bộ vũ khí trên người xuống sẵn sàng cho một trận tỉ thí võ công mà anh ngày đêm mong chờ. Tuy nhiên tên Kên này không phải dễ chơi, với cơ thể lực lưỡng cứng cáp cùng những pha ra đòn ban đầu của hắn đã áp đảo được Mai, nhưng chỉ có thế thì không thể nào đánh bại được đội đặc trưởng, đội đặc nhiệm Hải Cẩu. Mai nhanh chóng lấy lại được ưu thế và trả đòn cực kỳ đanh thép. Cả hai ăn miếng trả miếng vô cùng hăng say, nhiều thế võ thất truyền cũng được trình diễn cho người xem, như là la hán đẩy xe rùa, gậy sắt thông ống đồng. Rau cùng với những thành viên khác sau khi quét dọn xong lũ lâu la cũng đi vào bên trong để tận hưởng trận tỉ thí của hai cao thủ võ công này. Họ không dám xem vào vì tôn trọng sự công bằng. Cuối cùng thì Mai cũng tận dụng được sơ hở của đối phương, siết cổ tên Can khiến hắn ngạt thở, mắt trợn ngược lên vì thiếu oxy. Phần thắng đã được định rõ, Mai tha mạng cho tên trùm xã hội đen để số phận của hắn cho pháp luật quyết định. Anh mang theo đồ đạc của mình quay về phía những người đồng đội với vẻ mặt thỏa mãn và tràn đầy sự tự tin. Tên Can vẫn còn cay cú chưa muốn bỏ cuộc, liền nhà một khẩu súng lục với ý định bắn lén Mai từ phía sau. Nhưng Grow cùng với các thành viên khác đã không để chuyện đó xảy ra. Bọn họ đục hơn chục lỗ thủng lên người tên trùm xã hội đen, kết thúc đi cuộc đời đầy tội ác và hèn hạ của hắn. Cuối phim, Mai vui vẻ đón con trai Steve của mình xuất viện và đi về nhà. Anh lúc này không còn muốn vướng bận mọi chuyện đại sự của quốc gia nào nữa. Những giây phút ở bên cạnh người thân mới là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng trân quý nhất. Bài học nhận được qua bộ phim này đó chính là gieo gió thì gặt bão. Nếu chúng ta làm những chuyện xấu xa thì ắt sẽ phải trả giá rất đắt. Cho nên hãy cố gắng sống thật tốt và trở thành một công dân tử tế có ích cho xã hội. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.